Kính thưa cộng đoàn và đặc biệt tất cả các em thiếu nhi giáo xứ Hoàng Nguyên rất kính mến. Chủ nhật thứ 4 Phục sinh là chủ nhật dành riêng cầu nguyện cách đặc biệt cho ơn gọi thiên triều. Thưa cộng đoàn, ơn gọi thánh hiến là mầu nhiệm phát xuất từ Thiên Chúa, là hồng ân cao quý mà Thiên Chúa ban tặng cho những ai người tuyển chọn để sống và hoạt động trong các dòng tu mang các đặc sủng khác nhau. Tất cả như những đóa hoa đua nở trong vườn hoa muôn sắc của giáo hội. Mỗi dòng tu là một bông hoa, mỗi bông hoa có những nét đẹp riêng, tô điểm cho đời sống giáo hội thêm phong phú, trẻ trung và hấp dẫn. Sau đây, vườn hoa giáo hội xin ra mắt cùng toàn thể cộng đoàn. Cộng đoàn, đầu tiên chúng ta cùng đến với một hội dòng hết sức quen thuộc với giáo xứ của chúng ta, hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất Bắc Ninh. Dòng Sito. Dòng Sito được thành lập năm 1908 tại nước Pháp. Hiện nay tại Việt Nam có các đan viện ở Quảng Trị, Phước Sơn, Quảng Trị, Châu Sơn, Ninh Bình, Phước Lý, Châu Sơn ở Đơn Dương. Mục đích và tôn chỉ của dòng Sito sống trọn lành theo phúc âm, xa thế tục, cứu các linh hồn bằng cầu nguyện, hy sinh hãm mình và lao động. Dòng Francisco. Tôn chỉ của dòng Francisco là sống và loan báo phúc âm trong tinh thần khó nghèo và huynh đệ. Dòng La San. Dòng La San được thành lập năm 1680 khi chứng kiến nhiều thanh niên thiếu nữ nghèo thất học. Một linh mục người Pháp đã lập dòng sư huynh La San, các trường Kitô và ngày nay người ta gọi là sư huynh La San. Mục đích và tôn chỉ của dòng: các tu sĩ không sống đời linh mục, dành trọn thời giờ cho việc truyền vượt giáo dục giới trẻ, nhất là những trẻ nghèo, giáo dục trong tinh thần Kitô giáo với chất lượng sư phạm cao. Chúng con xin được giới thiệu cùng toàn thể cộng đoàn đến các lữ tu dòng Trinh Vương. Mục đích và tôn chỉ của dòng Trinh Vương.
làm vinh danh Chúa do việc thánh hóa các phần tử trong dòng, thực hiện việc tông đồ trong các lãnh vực dạy giáo lý, mục vụ, giáo dục, y tế, bác ái, cách riêng cho những người nghèo. Chúng con xin được hân hạnh giới thiệu dòng nữ Cát Minh. Sự xuất hiện của dòng trong giáo hội bắt nguồn từ truyền thống Đông Phương. Tại Việt Nam, dòng được thành lập năm 1861. Hiện nay, dòng đã được thành lập được các cộng đoàn ở Sài Gòn, Bình Triệu và Nha Trang. Mục đích và tôn chỉ, các nữ tu dùng đời sống tu đức âm thầm của mình để cầu nguyện cho việc truyền giáo trong giáo hội và cầu nguyện cách riêng cho các linh mục. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu dòng Phaolô Hà Nội. Lịch sử dòng đến Việt Nam năm 1860. Hiện nay Việt Nam có 3 tỉnh dòng: Sài Gòn, Mỹ Tho, Đà Nẵng. Mục đích và tôn chỉ của dòng: chăm lo cho các trẻ em nghèo và thất học, giúp đỡ những người tàn tật, mở các bệnh viện, nhà dưỡng lão, viện cô nhi, trường câm điếc. Và tiếp theo chúng con xin được giới thiệu dòng Đức Bà Truyền Giáo. Dòng Đức Bà Truyền Giáo là một hội dòng truyền giáo quốc tế. Dòng được chính thức thành lập ngày 25 tháng 12 năm 1861 tại Lyon, Pháp. Hiện nay dòng đang phục vụ tại 20 quốc gia trên thế giới. Linh đạo của dòng là đón nhận và sống các sứ vụ trong ba ngôi như Đức Maria trong sự thờ lạy, yêu mến, phục vụ, thể hiện qua ba khía cạnh: chiêm niệm, hiệp thông và sứ mạng. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu dòng Mến Thánh Giá Hà Nội. Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam do Đức cha Pierre de Lamotte sáng lập tại châu Á vào thế kỷ thứ 17. Châm ngôn của dòng: Đức Giêsu Kitô đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí. Linh đạo của dòng tập trung vào khuôn mẫu Đức Kitô chịu đóng đinh và mầu nhiệm thánh giá cứu độ của người, thể hiện qua ba chiều kích: chiêm niệm, khổ chế, tông đồ. Chúng con xin được giới thiệu cùng toàn thể cộng đoàn dòng Mân Côi Bùi Chu đang phục vụ tại giáo phận Hà Nội. Linh đạo của dòng là con cái mẹ mang thánh hiệu mẹ, chị em noi gương người sẵn sàng để Chúa sử dụng và sai đi với lòng yêu mến, để trở nên những tôi tớ trung thành phục vụ nước trời. Chị em Mân Côi được mời gọi cùng mẹ bước theo Đức Kitô trong hành trình cứu độ bằng việc chiêm ngắm, sống các mầu nhiệm nhập thể, rao giảng tin mừng, khổ nạn và phục sinh trong chính cuộc đời của mình. Tiếp theo chương trình, chúng con xin được giới thiệu Tu hội Truyền giáo Vinh Sơn. Tu hội Truyền giáo Thánh Vinh Sơn do Thánh Vinh Sơn Phaolô thành lập tại Pháp năm 1625. Hiện nay, tu hội có mặt trên 84 quốc gia, hiện diện trên đất Việt từ năm 1955. Mục đích và tôn chỉ của dòng: mục đích của tu hội truyền giáo là thánh hóa bản thân qua việc rao giảng tin mừng cho người nghèo và cộng tác vào việc đào tạo hàng giáo sĩ. Mục đích này được thực hiện khi các thành viên và các cộng đoàn trung thành với Thánh Vinh Sơn. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một hội dòng cũng rất quen thuộc với giáo xứ của chúng ta, hội dòng nữ tử Bác Ái Vinh Sơn. Dòng nữ tử Bác Ái Vinh Sơn tôn vinh Chúa Giêsu Kitô như nguồn mạch của mọi thứ bác ái. Sau đây chúng con xin được giới thiệu dòng Đa Minh. Dòng Đa Minh được thành lập năm 1951 do Đức cha Phêrô Phạm Ngọc Chi, giám mục Bùi Chu đã lập dòng nữ Đa Minh Bùi Chu. Sau năm 1954, các cộng đoàn Đa Minh nữ Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Bình được thành lập. Hiện nay dòng nữ Đa Minh phát triển rất mạnh tại Việt Nam với mục đích và tôn chỉ dòng thuộc quyền giáo phận, được lập ra với mục đích trợ giúp cho giáo phận trong việc truyền giáo, giảng dạy giáo lý, y tế và giáo dục. Và sau đây là dòng Chúa Cứu Thế đến từ Sài Gòn.
Dòng Chúa Cứu Thế do Thánh An Phong thành lập năm 1732 tại Sri Lanka, Ý. Dòng có mặt tại Việt Nam năm 1925. Hiện nay dòng hoạt động nhiều nơi trên đất Việt Nam như Sài Gòn, Huế, Đà Lạt, Hà Nội, Nha Trang, Kon Tum, Vĩnh Long. Mục đích và tôn chỉ của hội dòng, khẩu hiệu của dòng Chúa Cứu Thế: ơn cứu độ chứa chan nơi người. Khẩu hiệu này được nói lên chí hướng và quyết tâm phục vụ ơn cứu độ của các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế. Nòi gương Chúa Kitô Cứu Thế, các tu sĩ loan báo tin mừng cho những người nghèo khổ, những kẻ thiếu thốn đàng thiêng liêng. Dòng dùng mọi phương thế, cách riêng, tuần đại phúc để đem tin mừng cứu rỗi cho mọi người. Chúng con xin giới thiệu với cộng đoàn dòng Nữ Tỳ Thánh Thể. Mục đích và tôn chỉ của dòng là quy chiếu về ngôi vị Chúa Kitô trong mọi chiều kích của mầu nhiệm thánh thể và toàn hiến cho tình yêu vì vinh quang người, làm cho cuộc sống của mỗi người trở thành thánh thể. Tiếp theo chương trình, dòng Nữ Vương Hòa Bình. Mục đích và tôn chỉ của dòng là con cái sống và truyền giáo tin mừng hòa bình của Chúa Kitô cho mọi người theo gương Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình. Vâng, chúng con xin trân trọng giới thiệu Đức Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội. Xin cộng đoàn nổ một tràng pháo tay để chào đón Đức Tổng ạ. Đức Giám mục, mọi người thường hay gọi là Đức Cha. Đức Giáo được Đức Giáo Hoàng chọn kế vị tông đồ để thi hành quyền lãnh đạo giáo huấn và thánh hóa dân Chúa. Vâng, kính thưa cộng đoàn, trải qua hơn 2.000 năm, Giáo hội Công giáo vẫn phát triển và bền vững nhờ ơn Chúa dưới sự dẫn dắt của 266 triều đại Giáo hoàng. Và giờ đây chúng ta cùng chào đón vị Giáo hoàng đương nhiệm của chúng ta, Đức Giáo hoàng Francisco. Tên thân thương mà chúng ta thường gọi là Đức Thánh Cha là người kế vị Thánh Phêrô. Xin cộng đoàn nổ một tràng pháo tay để chào đón Đức Giáo hoàng Francisco một lần nữa. Tiếp theo đến với các cộng đoàn của chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt nhất để chào đón vị Đức Hồng Y của chúng ta. Đức Hồng Y được chọn để hỗ trợ ngài chăm lo việc được Đức Giáo hoàng chọn để hỗ trợ ngài chăm lo cho Giáo hội Hoàn Vũ, đặc biệt là để bầu Giáo hoàng khi chống ngôi. Vâng, kính thưa cộng đoàn, sau đây chúng ta cùng hướng lên màn hình và chào đón cha xứ thân yêu của chúng ta. Linh mục Triều, linh mục giáo phận, phục vụ cộng đoàn giáo xứ và đảm nhận các trách nhiệm trong địa phận dưới quyền của Đức Giám mục. Đó là các đấng bậc trong giáo hội với triều đại, với ơn gọi tu triều. Các bạn thiếu nhi thân mến, trên dân cung thánh chúng ta hiện tại bây giờ là đại diện của Đức Giáo hoàng, Đức Hồng Y, Đức Giám mục, cha xứ và rất nhiều dòng tu khác nhau. Nhưng hiện diện với chúng ta, với giáo xứ Hoàng Nguyên, chúng ta có hai hội dòng mà chúng ta vẫn... Hai hội dòng rất thân thương và luôn đồng hành với chúng ta trong mọi sinh hoạt của giáo xứ. Đó là hội... Đó là nhà dòng Nữ Tử Bác Ái và hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất Bắc Ninh. Chúng ta cùng chào đón hai nhà dòng và một tràng pháo tay. Nhưng trước khi đến với những chi tiết mà các sơ giới thiệu với chúng ta thì
Xin mời tất cả cộng đoàn cùng hướng lên Lan Cung Thánh để chúng ta thưởng thức một các bạn tiết thiếu mục nhi ơi, các bạn có muốn đi tu không? Các bạn có thấy các tu phục này đẹp không? Chúng con có muốn đi tu không? Ôi sơ buồn quá không hả? Muốn chứ con? Ai bạn nào muốn đi tu giơ tay sơ coi? Ôi thiếu nhi Hoàng Nguyên ơi, sao ít thế? Rồi bây giờ chúng ta không muốn đi tu đúng không? Ai muốn rồi thì cảm ơn chúng con và chúng con tiếp tục nuôi dưỡng ơn gọi của mình. Ai chưa muốn thì chúng ta cùng nhau với vũ điệu muốn đi tu để chúng ta nuôi lòng đi tu của chúng ta được không? Rồi bây giờ hướng tâm. Chúng ta cùng làm với các anh chị dự trưởng và các bạn tu sĩ nhí ở trên này được không? Rồi xin mời các bạn dự trưởng. Rồi tất cả cộng đoàn cùng làm chung với các anh chị dự trưởng được không? Đường đi con Chúa sáng nguy ta có lo chi? Đường đi con Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường chung đại vì có coi thường. Ra đi gieo rắc tình thương. Cùng nhau ta quyết tiến ngăn theo Chúa ra đi. Xin cho đây muốn trông cái ta có lo chi? Đi theo tiếng Chúa kêu mời mang tình yêu đến cho đời, mong cho sáng danh Chúa trời. Chúa là đường ngày ta quyết đi theo. Chúa là chân lý ta quyết tin yêu. Đi theo Chúa khắp nơi truyền giao phúc âm. Mặc tin đến yêu thương nào ta vươn đi. Đừng đi có Chúa sáng nguy ta có lo chi? Đừng đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường trong tay mình khó coi thường. Ra đi gieo rắc tình thương. Cùng nhau ta quyết hiến ngang theo Chúa ra đi. Dù cho đây muốn trông cái ta có lo chi? Đi theo tiếng Chúa kêu mời mang tình yêu đến cho đời, mong cho sáng danh Chúa trời. Đừng đi có Chúa sáng nguy ta có lo chi? Đừng đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường trong gai nguy khó coi thường. Ra đi gieo rắc tình thương. Cùng nhau ta quyết tiến ngang theo. Thiếu nhi về đáp. Kính thưa cộng đoàn, đây là một vài dòng tu tiêu biểu đang phục vụ cho Giáo hội Việt Nam của chúng ta. Rồi thì mời chúng con đi về chỗ. Chúng con ơi! Chúng con có biết hai bạn này giống ai không? Giống ai vậy? Giống sao gì? Ở giống Sơ Tuyết đúng không? Có phải nhà Sơ Tuyết không? Phải không? Ở có quen với chúng ta không? À, đây là bộ tu phục mà chúng con thường thấy ở nơi các sơ, rất là gần gũi với chúng ta đúng không? Chúng con có biết nhiều về dòng nhà Sơ Tuyết không? Bây giờ chúng con nói là chúng con có, nhưng mà chắc chắn là chúng con cũng như các gì chỉ thấy các sơ hàng ngày đi lễ với chúng ta, đọc kinh cầu nguyện và dâng thánh lễ cùng những công việc mục vụ. Bây giờ chúng ta để tìm hiểu rõ hơn về dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất Bắc Ninh. Sơ hôm nay đến với chúng ta có một sơ hết sức là trẻ trung, năng động, sẽ đến với chúng ta trong việc giới thiệu cho chúng con kỹ hơn về Hội Dòng Hiệp Nhất Bắc Ninh. Các bạn nữ ơi! Các bạn thấy bộ tu phục đẹp không? Các bạn có muốn đi tu dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất Bắc Ninh không? Bây giờ các bạn muốn hay không? Bây giờ các bạn nghe sơ giới thiệu xong rồi. Ai muốn ấy thì đăng ký với sơ giới thiệu. Nghe, rồi dì mời hai sơ nhí về chỗ. Dạ, em mời chị Hương. Dạ, xin cảm ơn sơ Hương. Cảm ơn sơ Trà My và sơ Hương Ly nhé. Rồi hôm nay chắc các bạn nhìn thấy sơ Tuyết này, sơ Nhàn này rất là quen thuộc đúng không? Còn sơ thì các bạn thấy có quen không? Có quen không? À, quen là giỏi thế ha.
Rồi, các bạn đã biết là Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất có mặt ở giáo xứ Hoàng Nguyên này đã lâu lắm rồi. Nhưng mà nguồn gốc của Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất như thế nào là chúng ta đa số các bạn ở đây đều không biết, và cả quý cụ ông bà ở đây chúng ta vẫn chưa biết. Vậy muốn biết Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất như thế nào, nguồn gốc từ đâu, thì xin mời tất cả cộng đoàn chúng ta cùng hướng lên màn hình, chúng ta xem một video clip. Bắc Ninh là cái nôi xứ Kinh Bắc xưa. Nhắc tới Bắc Ninh, chúng ta thường nghĩ ngay tới làn điệu dân ca quan họ, di sản văn hóa dân gian Việt Nam và cũng là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Trong lịch sử hơn 100 năm, giáo phận Bắc Ninh đã trải qua biết bao cam go thử thách, thậm chí phải đổ cả máu đào để làm chứng và bảo vệ đức tin. Trong giai đoạn chiến tranh, hầu hết các linh mục, tu sĩ và giáo dân di cư vào miền Nam. Giáo phận phải đối diện với biết bao khó khăn chồng chất, từ xã hội đến việc mục vụ tông đồ cho những giáo dân còn ở lại. Trong hoàn cảnh ấy, năm 1963, Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng được bổ nhiệm về làm giám mục giáo phận Bắc Ninh. Ngài đã quy tụ những thiếu nữ ước ao dâng mình cho Chúa và phục vụ tha nhân để cộng tác với Ngài trong cánh đồng truyền giáo rộng lớn của giáo phận. Đó là tiền thân của Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất ngày nay. Trụ sở chính của Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất được đặt ở thôn Đạo Ngạn 2, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, nằm cạnh dòng sông Cầu Thơ Mộng và cách tòa giám mục Bắc Ninh chừng 5 km. Hiện nay, Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất có 26 cộng đoàn và các nhóm phục vụ trong và ngoài giáo phận, với tổng số gần 200 nữ tu. Do sinh ra trong hoàn cảnh đầy khó khăn, Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất xác định rõ vai trò và sứ vụ của mình trong cánh đồng truyền giáo rộng lớn của giáo phận. Trải qua suốt 58 năm hình thành và phát triển, Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất âm thầm như hạt giống được gieo xuống mảnh đất giáo phận Bắc Ninh mà không ai biết đến. Người nữ tu Đức Mẹ Hiệp Nhất như người nữ tỳ âm thầm. Và cho đến ngày 26 tháng 7 năm 2021, Hội Dòng được Tòa Thánh Bộ Loan Báo Tin Mừng đã cho phép Đức Cha giáo phận thiết lập để trở thành một hội dòng thuộc giáo phận. Và ngày 1 tháng 11 năm 2021, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh, đã ký sắc lệnh thiết lập Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất. Linh đạo và đặc sủng của Hội Dòng như Đức Maria, noi gương Đức Maria hiệp nhất với Thánh Ý Thiên Chúa và kiến tạo sự hiệp nhất giữa lòng nhân loại. Các giai đoạn huấn luyện: thứ nhất, giai đoạn đệ tử. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn thỉnh viện, ít nhất là 6 tháng đến 2 năm. Giai đoạn tập viện, 2 năm. Giai đoạn học viện, 6 năm. Và cuối cùng là giai đoạn khấn chọn. Các bạn trẻ ơi! Các bạn trẻ ơi! Vừa rồi chúng ta đã xem một video clip về giới thiệu về Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất. Các bạn đã biết sơ qua về Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất. Vậy các bạn, nếu các bạn yêu mến bất cứ một ơn gọi nào trong giáo phận của chúng ta, như đầu giờ chúng ta đã thấy, vườn hoa của giáo phận của chúng ta rất nhiều ơn gọi. Nếu các bạn yêu mến bất cứ ơn gọi của Hội Dòng nào, chúng ta hãy mạnh dạn và can đảm để đăng ký với bạn nào mà muốn tu chiều thì đăng ký với cha xứ, bạn nào mà muốn tu dòng thì chúng ta hãy tìm hiểu. Và vì thời gian có hạn cho nên bạn nào muốn tìm hiểu kỹ hơn ơn gọi Đức Mẹ Hiệp Nhất thì các dì đã có một tờ rơi ở cuối nhà thờ. Nếu bạn nào muốn thì các bạn sẽ gặp dì Nhàn để sau giờ thánh lễ này chúng ta sẽ có một tờ rơi để chúng ta tìm hiểu kỹ hơn. Và địa chỉ liên lạc thứ nhất là dì phụ trách là dì Anna Chu Thị Hiền, với số điện thoại 0968 830 448.
Dì thứ hai là dì Nguyễn Thị Hương với số điện thoại 0393306899, hoặc các bạn có thể gửi qua email hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất Bắc Ninh a@gmail.com, hoặc là Facebook Mater Unitatis, hoặc là Gia Đình Hiệp Nhất. Các bạn có muốn đi tu không? À, rất là muốn đi tu, dì thấy các bạn trai có to lắm. Các bạn trai muốn đi tu Hiệp Nhất không? Rồi, dì cảm ơn. Và một hội dòng tiếp theo cũng rất là gần gũi, quen thuộc với các bạn. Đó là dòng gì nhở? Dòng gì? À, dòng nữ tử bác ái. Xin mời sơ Hương của dòng nữ tử bác ái sẽ giới thiệu về ơn gọi của nhà sơ. Chúng ta cùng đón sơ bằng một tràng pháo tay nào. Con đi lên đây với dì đi. Các bạn ơi! Các bạn ơi! Các bạn thấy bạn này có giống gì không? Bảo Ngọc lên đây con. Rồi, con bạn Bảo Ngọc có giống gì không? Như này là mấy hội dòng? Một hay hai? Bạn này mặc khác, bạn này mặc khác, mà một thì được. Mấy? Nhìn thì là hai đúng không? Nhưng mà là một ạ. Đây là áo dài truyền thống mà chúng con thường thấy các dì mặc đúng không? Dạ. Còn đây là một bộ tu phục khác của nhà dòng. Đây là một nhá, hai tu phục này là một. Chúng con có biết các dì mang tên gì không? Rồi, cảm ơn hai con về chỗ. Trước khi giới thiệu về nhà dòng, dì về đây được hơn một năm, gần hai năm. Các dì ở đây hiện diện được gần chín năm. Nhưng mà sau những lần dự lễ, những lần thiệp mời, dường như các dì thiếu sót bởi vì mọi người không có biết tên, toàn gọi các dì là các dì khuyết tật. Đúng không? Đúng không? Cả giáo xứ gọi là các dì khuyết tật. Và hôm vừa rồi một thiệp mời của giáo xứ Cổ Liêu, các dì tình thương Hoàng Nguyên. Vậy thì nhà dòng nghĩ tên gì các con có biết không? Bạn nào biết giơ tay gì coi này. Bạn nào biết giơ tay gì có phần thưởng này. Bạn nào biết? Bây giờ thử một. Rồi con thử coi. Con đang giơ này từ bác ái. Ôi cảm ơn con. Một bạn chiên hay ấu? Một bạn ngành ấu mà biết là các dì nữ tử bác ái. Cảm ơn con, cho bạn một tràng pháo tay. Dì nợ con một món quà nha. Sau lễ bước về nhà dì, dì sẽ gửi con quà nhá. Rồi, dì rất là hạnh phúc bởi vì có một bạn ấu mà biết tên các dì là nữ tử bác ái á. À quên, ở trên màn hình như vậy là không biết rồi nhá. Thưa tất cả quý cộng đoàn cùng tất cả các em thiếu nhi, hội dòng của chúng con mang tên Tu hội nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn. Không phải là các sơ khuyết tật thường hay gọi vắn tắt, tại vì chúng con ở đây chỉ phục vụ các em trong trung tâm khuyết tật như cộng đoàn thấy. Chính vì vậy mà chúng con đã, như Thánh Vinh Sơn nói, vì công việc phục vụ của các con mà người ta đặt cho các con cái tên. Cái tên nữ tử bác ái cũng là tên người ta đặt cho, là con gái của tình, con gái của Thiên Chúa, những đứa con của Thiên Chúa làm việc bác ái. Còn về đây thì giáo xứ chúng ta gọi chúng con là các sơ khuyết tật. Hội dòng của chúng con được thành lập do cha Thánh Vincent Paulo và Thánh nữ Louise de Marillac thành lập vào ngày 29 tháng 11 năm 1633. Với phương châm tình yêu Đức Kitô chịu đóng đinh, thúc bách trái tim người nữ tử bác ái đến với những người nghèo khổ. Chính vì vậy mà chúng con tôn vinh Đức Kitô là nguồn mạch và mọi thứ bác ái giúp chúng con chạy đến phục vụ tất cả những người nghèo khổ, nhất là những người bị bỏ rơi nhất, những người nghèo nhất trong tất cả những người nghèo, mà những ai nghèo nhất thì là chúng con, linh đạo của chúng con. Và đối với nữ tử bác ái một cách đặc biệt, chúng con phải nhìn ra được nơi những, ở đây thì nơi những em khuyết tật, những người già, những bệnh nhân, những người nghèo khổ là hình ảnh của một Chúa Kitô.
thứ hai là sự hiện diện của Chúa Kitô. Chính vì vậy, vì là sự hiện diện của Chúa Kitô nên chúng con phải phục vụ với một lòng thương cảm, với một trái tim yêu thương, một lời nói dịu dàng, và mình phải học được nơi người nghèo những cái bài học và những đức tính, chứ không phải mình phục vụ họ, mình là người chậm ban phát. Và sống ơn gọi nữ tử bác ái được mời gọi sống tận hiến cho Thiên Chúa, sống chung cộng đoàn như chúng con thấy các gì ở chung với nhau đó, để phục vụ Đức Kitô nơi người nghèo với cái tinh thần của tin mừng là khiêm nhường, đơn sơ và bác ái. Đối với các sơ, chúng con thấy hàng năm các sơ hay khấn lại, các sơ đặc biệt hơn các dòng khác, các sơ có 4 lời khấn. Và lời khấn đầu tiên mà các sơ buộc phải giữ đó là lời khấn phục vụ người nghèo. Nó đứng đầu trên 4 lời khấn, 3 lời khấn khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục, với mục đích để mình thanh thoát, mình phục vụ người nghèo cách tốt nhất. Và nữ tử bác ái phục vụ những người nghèo trong những mảng y tế, công tác xã hội, giáo dục và mục vụ. Chúng con có rất nhiều mảng, chứ không phải là chỉ giống ở đây, là vì ở đây các sơ được mời về với trung tâm khuyết tật của giáo xứ, của Tổng giáo phận Hà Nội, nên chúng con chỉ phục vụ các em khuyết tật. Nhưng âm thầm trong đó, đối với hội dòng chúng con có nhiều mảng như y tế, thì nếu như ai đặt ở trong Sài Gòn, chúng con sẽ thấy các sơ làm ở các bệnh viện lớn, các sơ phục để giúp những người nghèo ở trong bệnh viện. Chúng con có trung tâm SIDA ở Mai Hòa, có trung tâm chạy phong ở Bến Sắn, ở Di Linh thuộc nhà dòng, và các sơ phục vụ các bệnh nhân phong, các bệnh nhân SIDA, cùng tất cả những bệnh nhân mà ở bệnh viện, nhất là những người nghèo khổ, không người chăm sóc, bị bỏ rơi, không có tiền để chữa bệnh. Về công tác xã hội thì nhà dòng có rất nhiều những bếp từ thiện trong các bệnh viện để phát những bữa cơm, những bữa ăn tình thương, những bữa dinh dưỡng để cho các bệnh nhân có điều kiện để chữa trị bệnh tật, có sức khỏe để vượt qua được những đau đớn của thể xác. Chúng con có lớp huấn nghệ, các bạn ở đây chưa học hết cấp 3, mới học hết lớp 9. Chúng con muốn học nghề quản gia, muốn học nghề làm bánh, muốn học nghề thêu may. Ở trong nhà dòng các sơ có lớp huấn nghiệp cho các bạn nữ. Và chúng con có trại dưỡng lão cho các bà già neo đơn, những người mà không có con cái, không có người chăm sóc. Hiện tại ở Bình Lợi có khoảng hơn 100 bà cụ neo đơn. Ngoài ra, chúng con đẩy mạnh việc vãng gia đi đến từng gia đình để thấy được hoàn cảnh, thấy được nỗi khổ, thấy được những nhu cầu của các gia đình. Đôi khi nhu cầu không chỉ về vật chất, nhưng mà nhu cầu về tinh thần. Đến với các gia đình, gặp gỡ, trao đổi, cầu nguyện với họ và có thể chia sẻ với họ những gánh nặng, những đau khổ và những khó khăn trong cuộc sống. Nên các bạn hay thấy, các sơ hay tới nhà các bạn này, các sơ hay tới nhà những gia đình nghèo, những ông bà cụ nghèo trong giáo xứ hay là những giáo họ ở gần, là các sơ đẩy mạnh việc tham gia vãng gia tại gia đình, thăm viếng tại gia đình. Có các mái ấm dành cho các bạn nữ, những bạn sinh viên, học sinh, sinh viên mà đến mà bị lỡ lầm trong cái thời gian mình nên là ở chợ Bình Vộ, ở Gò Vấp, các sơ có nhà mái ấm để cho các em ở trong thời gian cưu mang để giữ lại thai nhi. Và thời gian đó các sơ làm việc với gia đình để các em được đón nhận và những đứa trẻ đó cũng được nuôi dưỡng. Về mảng giáo dục, không chỉ các sơ phục vụ các bạn khuyết tật mà nhà trẻ, mẫu giáo. Nhưng mà đặc biệt về những năm gần đây, kính thưa quý phụ huynh cùng tất cả các bạn thiếu nhi khuyết tật, hôm nay sơ xin mượn cơ hội này để nói về khuyết tật một chút. Không phải như chúng ở đây, các bạn nhìn thấy các bạn khuyết tật bên nhà gì, các bạn có sợ không? Rất nhiều bạn sợ, đúng không? Nhưng các bạn đó không làm gì chúng ta hết. Các bạn đó cần được quan tâm, cần được yêu thương và cần được chăm sóc. Các bạn cũng giống như chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con lành lặn. Các bạn đã gánh hết những phần thiệt thòi về các bạn rồi đó. Nên chúng ta phải tôn trọng, chúng con đừng có sợ nghe. Dì thấy chúng con đi đến nhà dì những lúc mà mấy dì đang dậy á. Rồi các bạn nói như này này. Dì ơi, dì đừng có mở cửa ra. Mở cửa ra con sợ các bạn lắm.
các bạn có làm gì mình đâu nhá. Chúng ta phải tôn trọng, phải yêu thương, phải giúp đỡ các bạn, chia sẻ với các bạn về tinh thần, về vật chất. Nếu như chúng ta cũng xa lánh thì còn ai đến gần với các bạn nữa, đúng không? Chúa cho chúng ta lành lặn, Chúa cho chúng ta được đầy đủ thì chúng ta cảm ơn Chúa. Và ngược lại, chúng ta phải có bổn phận, phải chăm sóc, phải quan tâm, phải để giúp đỡ các bạn. Các bạn có đồng ý với Sơ không? Và khuyết tật không chỉ là khuyết tật về thể xác, không phải là không đi được, bại não nằm một cục đó. Không chỉ, nhưng mà ngày hôm nay tự kỷ, khuyết tật về trí tuệ. Sơ thấy ở trong giáo xứ của chúng ta học lớp 4, lớp 5 rồi nhưng không biết chữ. Thưa quý phụ huynh, đó là một dạng khuyết tật ạ. Đó là một dạng của giáo dục đặc biệt ạ. Con em của chúng ta bị mắc bệnh tự kỷ. Nhiều khi chúng ta không phát hiện ra sớm. Nên ngay hôm nay đây, ở đây với điều kiện này, sơ mong quý phụ huynh, nếu như trong gia đình của mình, nếu như trong hàng bà con hàng xóm mình, có những em chúng ta thấy 2-3 tuổi mà không nói được, các em chậm về ngôn ngữ, các em chậm về lời nói hoặc chậm về chữ, thì đó là một dạng chúng ta cần can thiệp các em từ nhỏ, từ 2 tuổi, 3 tuổi, từ 1 tuổi. Chúng ta can thiệp như vậy thì lớn lên các em mới có thể phục hồi được. Còn chúng ta để dài như vậy, cứ bảo em con ta lành lặn không phải khuyết tật. Nhưng không, thưa quý phụ huynh, đó là một dạng khuyết tật. Và ngày hôm nay nhà dòng chúng con đã dẹp lại rất nhiều trường mẫu giáo. Bởi vì rất nhiều hội dòng đã phục vụ trường mẫu giáo, chúng con bỏ trường mẫu giáo, mở trường khuyết tật. Bởi vì ngày hôm nay nhu cầu khuyết tật, tự kỷ và các em bị tổn thương về trí rất là nhiều, nên chúng con đẩy mạnh việc giáo dục các em trẻ đặc biệt. Và ngoài ra chúng con có những nhà lưu xá ở trong Sài Gòn, cũng như ở những vùng như Kon Tum, chúng con có những nhà lưu xá để cho các em học sinh lưu trú đi học và được ở đó cũng được giáo dục về đức tin, cũng như là được dạy học, được giáo dục về nhân bản. Và các em lưu xá sinh viên sống xa nhà ở các thành phố lớn để đi học, khi ở trong nhà dòng thì có một cái nơi ổn định, được chăm sóc về đời sống thiêng liêng cũng như về tinh thần để có thể chú tâm học hành. Về công việc mục vụ thì chúng con cũng giống như các hội dòng khác, luôn luôn ưu tư cho vấn đề mục vụ giáo lý. Các em ở đây chúng con cũng tham gia với giáo xứ trong vấn đề mục vụ giáo lý, cũng như là tất cả những vấn đề công tác mục vụ, thăm viếng giới trẻ, những đó là những cái công tác mục vụ. Và điều kiện của hội dòng chúng con thì từ 18 đến 25 tuổi, nếu như trường hợp lớn tuổi hơn thì chúng con cần cứu xét riêng. Và đã tốt nghiệp cấp 3, ít nhất là cấp 3. Có ý hướng ngay lành muốn dâng hiến để bước theo ơn gọi Vinh Sơn, ơn gọi làm nữ tử bác ái. Nếu như các bạn yêu người nghèo, nếu như các bạn muốn giúp người nghèo, thì các bạn hãy sẵn sàng, hãy quảng đại đến với các sơ. Và đây là nhà mẹ của các sơ ở Pháp. Các sơ thuộc dòng giáo hoàng, không thuộc dòng giáo phận, nên nhà mẹ của các sơ ở tại Pháp. Và đây là nguyện đường mà đã được Đức Mẹ hiện ra rất nhiều lần và trở thành trung tâm hành hương của nước Pháp. Ở tại Việt Nam thì nhà tỉnh dòng của chúng con được đặt tại 42 Tú Xương. Ở Việt Nam thì ở ngoài Bắc này chúng con chỉ hiện diện ở giáo xứ chúng ta và ở ngoài Tân Độ. Nên nếu như bạn trẻ nào, các bạn nữ nào muốn tìm hiểu ơn gọi nữ tử bác ái, có thể đến với các sơ tại nhà trung tâm khuyết tật. Và bên dòng Vinh Sơn có dòng nam nữa, nên các bạn các bạn nam nào muốn đi tu dòng nam, ơn gọi của dòng nam cũng như dòng nữ phục vụ những người nghèo, nên có dòng Vinh Sơn nam, đó là tu hội truyền giáo mà hồi nãy bạn thiện nhân, đó là tu sĩ của dòng nam. Thưa quý cộng đoàn, một vài nét sơ qua về ơn gọi nữ tử bác ái. Bây giờ tất cả các sơ, các bạn biết các sơ mang tên gì chưa? Từ hôm nay có gọi các sơ là sơ khuyết tật nữa không? Vẫn gọi như thường phải không? Rồi, kính cảm ơn quý cộng đoàn ạ. Cảm ơn sơ rất nhiều. Cho các sơ một tràng pháo tay thật lớn ạ.
Rồi, ngày hôm nay là ngày lễ ơn gọi và cầu nguyện cho linh mục và tu sĩ. Vậy thì các dòng đã giới thiệu rất nhiều rồi. Lúc nãy chúng ta thấy ở trên đây đó là có cha xứ kính yêu của chúng ta. Và Ngài thì là tu triều hay còn gọi là linh mục giáo phận. Vậy thì con cũng xin giới thiệu qua về linh mục giáo phận trong chương trình đào tạo của giáo phận Tổng giáo phận Hà Nội. Tổng giáo phận Hà Nội luôn mời gọi tất cả các bạn nam đã được rửa tội, bắt đầu học đại học hoặc đã có bằng đại học, đăng ký vào lớp ứng sinh. Đào tạo linh mục của Tổng giáo phận Hà Nội thì có các giai đoạn như sau. Thứ nhất là giai đoạn ứng sinh, ít nhất là 3 năm, có thể 4 năm hoặc 5 năm. Sau giai đoạn ứng sinh thì sẽ là thi vào lớp đại chủng viện. Sau khi đỗ vào đại chủng viện, tức là đạt điểm chuẩn của đại chủng viện, thì sẽ học 1 năm là năm tu đức. Ở trong năm tu đức này thì các thầy sẽ học và cầu nguyện để phân định ơn gọi, nghĩa là lựa chọn xem có tiếp tục ơn gọi đi tu hay không, hay là sẽ chọn một ơn gọi khác. Giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn học triết học. Giai đoạn này thì Ratio nói đó là giai đoạn mà các chủng sinh noi gương Đức Kitô để nên giống, trở nên giống Đức Kitô, trở nên môn đệ của Đức Kitô. Sau 2 năm triết học thì các thầy sẽ đi giúp 1 năm, như là con đang giúp ở giáo xứ Hoàng Nguyên đây. Sau năm tập vụ thì chúng con sẽ trở về trường học tiếp tục 4 năm thần học. 4 năm thần học này thì Ratio nói là các chủng sinh sẽ đào tạo để trở nên đồng hình, đồng dạng với Đức Kitô. Và sau 4 năm thần học thì sẽ là năm mục vụ, tức là năm giúp cuối cùng. Và sau cái năm đó, nếu mà đủ điều kiện và vẫn tiếp tục ước nguyện trở thành linh mục của Chúa thì sẽ được chọn để Đức Tổng Giám Mục sẽ truyền chức phó tế và sau đó sẽ là linh mục. Còn chương trình đào tạo của Đại Chủng Viện thế nào thì nếu bạn nào muốn và ai muốn biết thì xin lên YouTube gõ chữ Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội. Trên đấy sẽ có một series các video giới thiệu về chương trình đào tạo của Đại Chủng Viện Thánh Giuse. Và một cái clip mà hôm nay con muốn mở nhưng mà hết giờ rồi, đó là một ngày sống trong Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội. Ở trong cái video đó thì sẽ có một ngày từ lúc các thầy thức dậy cho đến khi các thầy đi ngủ. Nếu mà ai muốn tìm hiểu thì xin lên YouTube để xem. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn quý sơ đã dày công để dựng nên cái chương trình của ngày hôm nay, giới thiệu ơn gọi, giới thiệu các dòng tu cho thiếu nhi và cộng đoàn giáo xứ Hoàng Nguyên được biết thêm về ơn gọi thiên triệu làm linh mục và tu sĩ. Xin quý cộng đoàn nổ một tràng pháo tay thật lớn nữa để cảm ơn các sơ ạ. Rồi, bây giờ các bạn thiếu nhi có 3 phút. Nếu bạn nào cần thì đi ra ngoài, sau đó thì trở vào nhà thờ để bắt đầu thánh lễ.